Ủa, chỗ tàu cập bến. Cũng quay lại hướng nãy thôi. Một lần xa bên anh thơ thật nhiều. Thời gian hành trình dự kiến của chúng ta dài 80 phút. Về sự an toàn chung, chúng không biết cách dành chút thời gian xem kỹ hướng dẫn an toàn này. Đặt bên dưới ghế ngồi của chúng ta, khi có thông báo của thuyền trưởng, quý khách hãy mặc áo phao bằng cách bấm vào các nút chốt ở phía trước để mở áo phao. Choàng áo phao từ vai ra hai cánh tay, thắt chặt các nút ở phía trước áo phao, siết chặt dây cho rồi, ước mấy bài phim rồi. Nếu đi cùng trẻ em, mấy bài phim rồi. Quý khách mặc áo phao cho mình trước, sau đó mặc áo phao cho trẻ em đi cùng. Trong trường hợp khẩn cấp để thu hút sự chú ý, quý khách sử dụng còi hiệu được gắn ở bên trái áo phao. Lối thoát hiểm có đây mấy bài phim hơn luôn. Trước và phía sau tàu. Hư nặng rồi. Ước quá. Trường hợp này tàu sẽ dừng lại để xử lý trong một vài phút. Trong điều kiện thời tiết xấu có sóng lớn, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và không đi lại trên tàu. Khi tàu chuẩn bị cập cảng, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ chờ đến khi có thông báo của thuyền viên. Khi rời tàu, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và di chuyển cẩn thận. Mọi người quý khách vui lòng liên hệ thuyền viên để được hướng dẫn. Quay cũng xấu đi vậy mà. Hồi nãy ướt mấy bài phim. Thank you.
Hư rồi. Và sau đây để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thoáng Giấc Mơ Qua của Nguyễn Vũ qua hai tiếng hát của Thế Sơn và Tâm Đoan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.